bền nhất thế giới với sợi vải chắc gấp 15 lần thép. Theo trang ODT Central, hãng vô lơ Bắc của Hà Lan vừa ra mắt chiếc áo phao được coi là bền nhất thế giới với mặt ngoài làm từ Dyneema, sợi vải chắc gấp 15 lần thép. Chiếc áo có tên Indestructible Puffer này có bề mặt không thể thấm nước hay bị cắt hoặc xé rách. Sợi Dyneema thường được sử dụng để làm áo chống đạn, xe bọc thép chống tên lửa, hệ thống neo của tàu container và dây thường dùng để cố định các giàn khoan tại vùng biển băng giá. Đa số áo phao được thiết kế để có trọng lượng nhẹ nên lớp ngoài thường làm bằng sợi polyester và ni lông rất dễ bị rách. Tuy nhiên, áo của Von Lerbach được bao phủ bằng 100% Dyneema nên rất bền. Trọng lượng của Indestructible Puffer khoảng 2,5 kg nhưng sẽ không bị rách sau ít nhất 1 đến 2 năm sử dụng. Mức giá là 985 đô la Mỹ, tương đương gần 23 triệu đồng.